Chiều nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ngày 25 tháng 9 năm 1992, ngày 25 tháng 9 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tướng lĩnh sĩ quan Ủy ban và vụ Quốc phòng An ninh các nhiệm kỳ, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ ngành liên quan. Ngày 25 tháng 9 năm 1992, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trong 30 năm qua, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động. Trong công tác lập pháp, Ủy ban đã cụ thể hóa quan điểm của Đảng trong sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992, năm 2013, đặc biệt là các chế định về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng Quốc phòng An ninh. Đến nay, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tiếp thu giải trình, chỉnh lý, trình thông qua tổng số 43 luật nghị quyết của Quốc hội, 27 pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ trì thẩm tra 2 dự thảo nghị định của Chính phủ. Ủy ban đã chú trọng chủ trì, tham mưu và tham gia công tác giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động giám sát chuyên sâu của Ủy ban. Với những đóng góp của Ủy ban, hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh cơ bản được hoàn thiện là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm phát huy hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Ủy ban Quốc phòng và An ninh về những kết quả rất đáng tự hào trong chặng đường 30 năm qua. Mặc dù lĩnh vực công tác có nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng tập thể Ủy ban qua hơn 6 nhiệm kỳ đã luôn giữ vững lập trường, kiên định, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc của mình, hôm nay Ủy ban Quốc phòng và An ninh vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể, nhiều thế hệ lãnh đạo và thành viên ủy ban qua các thời kỳ. Đồng thời là kết quả chung từ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thành lập ủy ban. Nhấn mạnh khối lượng và yêu cầu công việc trong thời gian tới là rất lớn, có nhiều vấn đề mới, vấn đề khó. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy ban cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, tham mưu, kiến nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng an ninh, nhất là những vấn đề nhận thức mới, tư duy mới trong điều kiện mới về bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội mong muốn với tinh thần chủ động, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các ủy ban khác sẽ chủ động trình Quốc hội dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời tin tưởng Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất định sẽ giành được những kết quả quan trọng, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với những đóng góp to lớn đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh của Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.